Xin chào các bạn, mình sẽ hướng dẫn phần tiếp theo của chiếc túi nhỏ có gắn hoa như thế này. Phần tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn nẹp canvas vào phần thân túi. Sau khi mà mình móc xong phần thân túi đúng theo chiều dài của chiếc túi rồi, mình sẽ viền xung quanh phần thân túi này để chiếc túi được đẹp hơn ha. Sau đó mình đặt phần thân túi lên tấm canvas như thế này. Phần cạnh bên của thân túi mình sẽ ráp với phần cạnh ngoài cùng của tấm canvas như thế này. Sau đó dùng kẹp hoặc là cái đánh dấu, mình sẽ ghim cố định tấm thân vào tấm canvas như thế này để khi mình móc sẽ dễ hơn. Mình sẽ móc hàng bên trên này trước. Sau khi móc xong hàng bên trên, mình hãy cắt phần còn thừa vào tấm canvas ha. Nếu mà các bạn cắt trước thì khi mình móc, mình có thể kéo hoặc là co cái tấm thân này lại, tấm canvas sẽ bị thiếu. Thì cách tốt nhất là các bạn nên móc xong phần phía trên này rồi mình hãy cắt tấm canvas. Và các bạn lưu ý là cái phần gồ lên của tấm canvas thì mình sẽ lót vào với mặt trái của thân túi và phần nhẵn của tấm canvas này thì mình sẽ để phía bên ngoài, thì tí nữa mình lót túi thì nó sẽ đẹp hơn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi ráp tấm canvas. Tương tự, để bắt đầu một hàng mới thì các bạn sẽ lên một mũi bính. Và để ráp được tấm canvas với phần thân túi đẹp hơn thì các bạn nên móc vào phần bên trong ha, nửa mũi bên trong. Và móc vào mũi vào lỗ thứ hai của tấm canvas, chừa lại lỗ đầu tiên. Mình móc vào lỗ thứ hai ha, chừa lại cái lỗ đầu tiên này. Đây, mình sẽ móc vào cạnh bên trong và để lại cạnh bên ngoài thì chiếc túi nó sẽ đẹp hơn. Tùy theo tay móc của các bạn thì có thể tấm móc của mình nó sẽ dày hay là chặt tay hay là lỏng tay. Thì tương ứng với mỗi một mũi móc, mình sẽ móc vào một lỗ của tấm canvas. Còn nếu trường hợp mà các bạn móc lỏng tay thì một mũi phần thân mình sẽ tách ra một mũi ở trên tấm canvas, tùy theo mà mình điều chỉnh. Không có bắt buộc là cứ một mũi của phần thân thì mình sẽ phải móc vào một lỗ của tấm canvas. Mình sẽ điều chỉnh để cho phần thân túi ráp vào tấm canvas nó được phẳng và đẹp ha. Đây, các bạn thấy không? Móc vào nửa bên trong thì nó sẽ có một đường viền như thế này. Chiếc túi của mình nó sẽ đẹp hơn. Đó. Ví dụ như chỗ này này, phần thân mình móc thưa thì mình sẽ bỏ lại một tấm canvas thì tấm móc của mình nó sẽ thẳng hơn. Đó, trừ lại một lỗ canvas này thì tấm thân của mình nó sẽ phẳng và đẹp hơn. Tương tự, mình sẽ nẹp hết cái phần mặt này. Tương tự, các bạn móc tới phần cuối hàng đi, xong rồi mình sẽ hướng dẫn tiếp nhé. Chào các bạn.